위급한 상황이 생기면 누구든 이용하실 수 있습니다. 또한 관람 중 분진으로 인해 불편 사항이 발생할 경우 주변에 준비된 응급의료 지원실을 방문해 주시기 바랍니다. 일상 수다시 보이는 시간 넘었네? 왔는데 할머니도 오시고 엄마 Seoul, cả nhà ơi Seoul. Seoul, Seoul. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Xe buýt ở Hàn Quốc nhiều như châu chấu cào cào. Thôi nha, tạm biệt, bye bye cả nhà. Seoul, Seoul cả nhà. Thank you.
Nhà ơi, mình bị lạc vào cái rừng bê tông này rồi. Bây giờ đang tìm cách ra mà chẳng biết ra đường nào. Nó rộng quá. Ây dồi. Sông Hàn cả nhà ơi, đây là sông Han Kang ở giữa thủ đô, chắn ngang thủ đô Seoul, phân chia thủ đô Seoul làm hai. Ở phía trước mình là cái tòa nhà 63 tầng, màu vàng,
kính được mạ vàng, được xây từ năm 1985. Phía trước này là một cái khu rừng bê tông gồm các trung tâm của các tòa nhà của các ngân hàng. Bên này có tòa nhà trung tâm tiền tệ quốc tế. Đây là một con cầu bắc qua sông Hàn gọi là Han Cang. Bên kia này cho người đi bộ, bên này người đi xe đạp. Xe chạy thì nó rung cả cầu, huỳnh huỳnh. Phía xa xa mình là cái tháp truyền hình Nam San. Tháp truyền hình Nam San. Bây giờ mình đi xuống để mình ra cái tòa nhà 63 tầng kia mình ngắm thủ đô Seoul. Hôm nay có vẻ mây mờ bụi quá, không nhìn rõ. Phấn hoa nó bay mì mụt cả quét hết cả mắt. Thủ đô Seoul ngắm từ trên cao các bạn, từ tầng 63 của tòa nhà 63 tầng. Đây là phía bên trong của đài quan sát. Chim
trong số đi chung mà sẽ kết cả ngon cực. Thủ đô Seoul nhá. Hôm nay nhiều bụi quá, nhìn mờ lắm. Bụi phấn hoa ra này, bụi phấn hoa mịt mù khắp trời đất, đau hết cả mắt. Bụi phấn hoa nhiều lắm mà ui ôi, chạm dây cột điện à. Thì dưới này là Han Cang, sông Hàn chắn ngang thủ đô Seoul. Cái tòa tháp mà có cái để máy bay đỗ là trung tâm tiền tệ thế giới, Quốc tế Kumyung Center. Còn hai cái tòa tháp kia là nhà chung cư. Những khu này chủ yếu là tập trung của những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, các ngân hàng lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.